Phật dạy, này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, nên không nhiễm ô. Vì mười địa Bồ Tát không nhiễm ô, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì năm loại mắt không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì năm loại mắt không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì năm loại mắt không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì sáu phép thần thông không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện vì mười lực Phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì mười lực phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì mười lực phật chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì mười lực phật không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì pháp không quên mất không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì pháp không quên mất không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì pháp không quên mất không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì tánh luôn luôn xả không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện vị trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì trí nhất thiết không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh